Alo, xin chào mọi người ha. Thì trong cái tutorial ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn mọi người đi dựng modeling cái đèn này. Đó, thì ở đây trong cái tutorial này, em chỉ hướng dẫn dựng cái lồng của cái khung đèn này nha, với lại cái vải chùm chùm ở đây nè. Rồi, cái đèn ở đây thì em đi sử dụng model. Và cái đèn ở đây thì em không có để trong clip ha. Cái này mình dựng cách dựng tương tự thôi. Đó, cách dựng tương tự, mình thử thực hành theo ha. Ok, thì hôm bữa có một bạn hỏi em là có phải là em đi sử dụng rất nhiều cái plugin để em đi model những cái món đồ mà em hay up trên trang cá nhân của em ấy. Thì mình xem cái tutorial này để xem là em xài bao nhiêu cái plugin ha, hay là chỉ là những cái lệnh rất là cơ bản thôi, mà quan trọng là mình ứng dụng được nó thì mình sẽ mình tạo ra được những cái món mà mình muốn ha. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu nhé. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi dựng cái đèn này nha. Coi em nè, nó thì đầu tiên em sẽ đi vẽ cho nó một cái dáng mà nó có dẫn ra dẫn vô, dẫn ra dẫn vô như thế này nè ha. Đó, em chưa quan tâm tới cái đường lượn sóng của nó nha, em chỉ quan tâm tới là cái khúc nào nó gặp vô, cái khúc nào đi ra, cái nào nó gặp vô, cái nào đi ra thôi. Đấy, ok, bây giờ em sẽ bắt đầu nè ha. Thì em sẽ đi vẽ đường line nè, nó em canh cái biên này, nó ra đây, thấy cái điểm em biết không? Cái vị trí điểm mà em biết á, nó chính là cái đường màu trắng này nè ha. Nhưng mà qua tới đây nó lượn xuống, không quan tâm. Em chỉ quan tâm là khúc nào nó dẫn ra, khúc nào nó dập ra dập vô thôi. Đấy, ở bước này là em vẽ cho nó đều. Một chút hồi em mới đi xử lý cho nó. Này, xử lý cho nó cong theo random ha. Mỗi tầng nó cong theo một cái, nó dẫn theo một cái kiểu khác thì nó sẽ ra được cái mẫu đèn này. Đây, em thấy là cái này nó đi lên nè, xong rồi cái nó đi xuống đây nè. Rồi, ok ha. Em chụp phải kết thúc cái đường line này nè. Này, cái điểm này cho nên nhích qua tí xíu. Rồi, nhớ kiểm tra giùm em tất cả các điểm nó phải là điểm corner ha. Thì khi này nè, em sẽ đi gán cho nó cái lệnh là cái lệnh lathe. Đó, em để lại thông số mặc định của nó nè ha. Nhấn số 1 nè, dịch chuyển trục cho nó qua đây nè. Ok chưa? Đó, thí dụ như mà ai làm xong á mà nó bị đen như thế này nè, nghĩa là nó bị đảo mặt á, flip normal lại ha, để lấy lại cái chiều mặt đúng cho nó. Ok, đó, em đẩy nó qua một chút nữa cho nó rộng hơn ha. Xong rồi ở đây nè, em sẽ đi kéo cái đối tượng này ra khỏi cái tờ bài tập ha. Rồi, ở đây làm gì nữa? Thì ở đây này nha, quan sát giùm em nè. Ở đây có bao nhiêu thanh tre, có bao nhiêu cái thanh dọc á, nhỏ xíu ở đây nè. Thì em sẽ để bấy nhiêu segment dọc nha, nhớ nha. Đó, hồi nãy là em đếm rồi, em đếm 1/4 cái này nè, là nó hơn 30 thanh. 1/4 của một cái vòng tròn nè ha, thì nó hơn 30 thanh. Vậy thì em để ở đây, em lấy con số là nó cái phần segment dọc á, em để nó tầm khoảng 140 nhé. Ok chưa? Em để nó 140. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu làm cho nó lượn theo cái bề mặt phương ngang rồi ha. Thì ở đây, cái cách là em sẽ đi sử dụng cái lệnh noi. Và ở đây nè, mình thấy nè, mỗi tầng nó lượn khác nhau, nghĩa là em sẽ phải đi xử lý từng đường một nha, từng tầng một á. Đấy. Rồi, mình quan sát kỹ thêm một chút nữa thì mình sẽ thấy như thế này ha, là nó sẽ xen kẽ ha. Thí dụ như là cái đường này nó lượn nè, thì cái đường kế tiếp của nó thẳng ha, nó không lượn. Xong rồi kế tiếp là cái đường này nó lượn nè, đường này thẳng nè, đường này lượn nè, đường này thẳng nè, đường này lượn nè, đường này thẳng nè ha. Đây, thì mình dựa theo cái nguyên tắc này mà mình làm nhé. Ok, bây giờ em sẽ đi bắt đầu đây. Rồi, nhớ nha, xoay nó một vòng nè. Quan trọng nhất là cái segment ở đây em để 140 nha. Nhớ nha. Làm sai cái đó là nó không ra luôn ấy. Rồi, bây giờ nè, cái đường lượn đầu tiên nè ha, cái đường này. Đó, mình kê vô đây nè, convert cái này sang editable bully nè ha. Đó, em đi kích đích vô cái cạnh này. Đó, lót nguyên dòng này nè nha. Nhớ nha, coi chừng làm sai khúc này. Em sẽ đi gán cho nó cái lệnh là cái lệnh noi. Đấy, thì cái này nè, nó lượn theo cái phương chiều cao đúng không? Vậy thì em sẽ thay đổi cái kích thước ở trong cái trục Z. Nhưng mà hiện tại á, cái trục Z á, thì nó đang là cái chiều sâu nè. Cái lý do là hồi nãy khởi điểm á, em đi vẽ từ mặt phân ha, cho nên điều này nó không đúng. Cái trục của nó đang bị không đúng á. Cho nên là bây giờ em sẽ đi reset it firm, reset select nè, quay lại đây nè, convert đối tượng sang editable bully nè ha. Đó, lúc này chắc chắn trục Z sẽ là cái trục chiều cao. Đó, gắn cho nó cái lệnh noi nè. Ok chưa? Xong rồi em đẩy cái trục Z lên nè. Đó, có thấy là nó lượn rồi ha. Đó, thấy không? Thấy nó lượn không? Rồi, thí dụ như là thế này. Nó cái này là lượn quá luôn nè. Rồi, mọi người để ý giùm em ha. Thì cái lượn ở đây á, cái biên độ của nó rất là to. Thấy không? Từ đây qua đây nè, nó lượn con cái thôi.
cái con của mình á nó đang dập dờn như lượn sóng, như lượn sóng vậy đó. Em sẽ nhấn số 1 nè. Nhấn R nè. Scale cái bảng màu vàng vàng lên ha. Thì để em mở rộng cái biên độ ra để cho nó lượn nhẹ nhàng hơn. Này. Rồi, ok chưa? Nè. Rồi ha. Sau khi được một tầng như thế này rồi. Đó, thì cái tầng này nè, nó sẽ là yên ha. Xong rồi tới cái tầng này nó sẽ lượn nè. Thì ở đây nha, em sẽ đi gán cho nó cái lệnh là Edit Bully. Còn không em convert nó sang Edit Table Bully luôn cũng được. Nhưng mà nếu như em convert nó sang Edit Table Bully thì nó mất hết mấy cái lớp lệnh ở dưới. Lỡ chút hồi có nhu cầu chỉnh lại thì không biết chỉnh ở đâu ha. Cho nên là em đi gán cho nó cái lớp lệnh là Edit Bully để nó giữ lại được những cái lớp lệnh ở bên phía dưới. Rồi, bây giờ nè ha, nếu như á, đây nè, em gán cái lớp lệnh này nè, đến chi? Để em nhấn được số 2. Nhấn số 2 làm gì? Để chọn được cái cạnh này và gán cho nó cái lệnh noi ha. Gán cho nó cái lệnh noi. Nhưng mà bây giờ em gán lại á, em lại phải chỉnh thông số lại từ đầu, là cho nó theo trục Z đồ nè. Thấy không? Đấy, vậy thì nó hơi phiền ha. Đó, ở đây có một cái mẹo là như thế này. Em sẽ trong cái lệnh noi ở dưới á nha, em sẽ chọn là copy. Đó, đó. Xong rồi tới cái lệnh edit bully nè, em chuột phải với edit bully nè, em chọn vô là path. Thì lúc này nó sẽ gán cho em cái lệnh là lệnh noi ở trên đây ha. Ok chưa? Thì cái lệnh noi này á, gán lại á, nó lượn y chang như cái đường ở trên luôn. Tại vì nó cùng chung một lệnh, cùng chung thông số mà. Đó, vậy thì ở đây mình sẽ thay đổi cái sig này nè. Đó, cái này nó có nghĩa là cái con số random ha. Ok chưa? Đó, một con số random thì nó sẽ cho ra một cái kiểu lượng random. Còn thí dụ như mà hai tầng mà con số nó giống nhau là nó lượn y chang nhau. Ok chưa? Rồi, đó. Rồi ha, cái cách làm như vậy mình sẽ làm từ từ cho đến hết cái đèn. Rồi, thì ở đây mình sẽ là nhắm nhắm vô cái tờ bài tập của mình thôi. Đấy, cái này em thấy là nó lượng nhiều quá thì giảm cái chục Z lại cho nó ít lượng hơn ha. Đấy, dạng dạng như thế. Ok, tiếp tục nè, đi gán cho nó cái lệnh là Edit Bully. Rồi, chuột phải lên đây nè, Path nè, Path là Path cái lệnh noi ấy. Thấy không, cái này là em lỡ chọn nguyên cái đèn luôn rồi nè. Nó ở cái lệnh noi đang tác động hết nguyên cái đèn này nè, sai nha. Đó, cái lệnh edit bully này nè, đến chi? Để nhấn số 2. Nhấn số 2 làm gì? Nhấn số 2 để chọn cái cạnh này. Để chọn cái cạnh này nè, xong rồi mới gán cho nó cái lệnh là cái lệnh noi. Vậy thì lúc này cái lệnh noi nó chỉ tác động lên cái cạnh này thôi. Ok chưa? Này, buồn buồn thay đổi cho nó cái số sig này nè. Nè, xong rồi em thay đổi theo cái trục Z ha. Cái chiều cao á, thay đổi theo cái trục Z. Rồi, ok ha. Tiếp tục nè, gán cho nó cái lệnh là Edit Bully. Xong rồi nè, chọn cạnh. Đây, em làm nhiều khi em bị lúng túng luôn. Đây nè, chọn cạnh nè ha. Xong rồi mới pass cho nó cái lệnh là lệnh noi. Ok chưa? Rồi, thay đổi cho nó cái sig nè. Cái này nó cao quá, giảm nó xuống. Đây. Rồi ha, cứ tương tự làm cho hết cái đèn. Rồi, ở đây do là em thiết lập phím tắt rồi á, phím tắt mà để gán cái lệnh edit edit bully á, em đặt nó là Ctrl G ha. Cho nên là anh chị nào mà biết đặt phím tắt á thì mình có thể đi thiết lập phím tắt cho nó nhanh. Còn nếu như mà mình không biết á thì mình cứ vô đây nè, mình gán cho nó cái lệnh edit bully nha. Rồi, sau khi có lệnh edit bully rồi, tiếp tục nè, chọn cái cạnh nó như nãy em phân tích ha, là cái đường này nó sẽ thẳng nè, cái đường tiếp theo nó sẽ lượn nè. Thì tiếp tục mình pass cái lệnh này vô nè. Đó, xong rồi cho nó một con số mấy ngàn cũng được á, cái sig này nè, bao mấy ngàn cũng được hết nha, nó không quan trọng đâu, tại vì nó là cái con số bất kỳ, ở đây cho nó lượng bất kỳ thôi. Đây. Rồi, tiếp theo nè, Ctrl G nè, gán cái lệnh này nè ha, cái đó là cái phím tắt của em rồi. Nhấn số 2 nè, chọn cạnh nè, chuột phải nè, path nè. Ok chưa? Cái này nó dài quá, hạ nó xuống. Còn không để số âm thì nó sẽ ngược lại. Nó sẽ cao ngược lại. Cao thấp nó ngược lại. Rồi ha. Xong rồi. Đây em tiếp tục là Ctrl G nè. Chọn cái cạnh này nè. Chuột phải nè. Path cái này nè. Đây. Thay đổi cái sig này. Nó. Ok chưa? Em tiếp tục nè. Gán cho nó cái lệnh Edit Bully nè. Nhấn số 2 nè. Chọn cái cạnh này nè, chuột phải nè, path nè. Này, chung quy lại dựng dáng vẫn quan trọng nhất. Dựng được xong cái dáng là em thấy là cái bài sắp xong rồi đó. Rồi ha, gán cho nó cái lệnh edit bully nè.
Đó. Xong rồi chọn cái cạnh này nè. Tiếp tục nè. Path nè. Này, cái này nó không có cao như thế. Cho nó nhẹ nhẹ. Này, em cố tình đẩy cho nó một cái con số bất kỳ. Rồi ha. Này, cho nó nhẹ nhẹ đây. Rồi. Cái cạnh cuối nè. Cần châu G nè. Này, chọn cái cạnh này nè ha. Xong rồi gán cho nó cái lệnh chuột phải nè, bát nè. Nó tự bát cái lệnh noi lên. Nè, cho nó có cái chiều cao nè ha. Rồi mình không thích nó lượn theo kiểu này thì cứ gán cho nó một cái thông số bất kỳ của cái ở trong đây thôi. Này. Em thấy là bên đây nó ngắn hơn nè ha. Thí dụ thích thì mình cứ thay đổi cái con số này. Nó dạng dạng như thế này. Thôi, ok nhé. Vậy là em xong được cái phần dán cho cái này. Rồi, hồi nãy trong đầu em suy nghĩ là em sẽ làm copy lại từng bước á. Nhưng mà hình như là đó. Nãy em suy nghĩ là copy lại từng bước nhưng mà em quên mất rồi. Delete cái đi ha. Rồi. Ok. Đó, em đang làm lại từng bước ấy. Lấy lại từng bước để mọi người khỏi quên. Này. Re-Extract from Selection nè ha. Em chọn vô Cleaner. Đấy là cái đường line thôi. Đó, bước 1 vẽ line nè. Bước 2 là xoay nó một vòng nè. Bước 3 là chọn ha. Chọn từng cái lớp lệnh. Chọn từng cái từng từng cái cạnh đó, lót từng cái cạnh ha, gắn cho nó cái lệnh noi để cho nó dần dần như thế này. Rồi tiếp theo này nha, coi em làm nè. Bước tiếp theo khó nè. Đó, thấy mấy cái viền trắng trắng không? Nó làm sao để em xuất ra được những cái viền trắng trắng này? Ok chưa? Bây giờ em sẽ đi tạo ra những cái viền trắng trắng này nha. À, bằng cách là convert nó sang editable body luôn đi. Nếu mà chỉnh xong dáng rồi ha, em chọn vô một cạnh nè, thấy không? Một cạnh nằm ngang nè ha. Em chọn vô ring nè, xong rồi em chọn vô lót nè. Ok chưa? Em làm từ từ nha. Đó, em chọn một cạnh này nè. Nếu như em chọn ring thì nó sẽ chọn những cái cạnh song song. Ok chưa? Sau khi đã chọn được những cái cạnh song song này, em bấm vô lót nè, là nó chạy, nó sẽ chọn những cái chuỗi cạnh nối tiếp với nó. Đó, nó xoay nguyên một vòng như thế này ha. Xong rồi ở đây nè, em sẽ chọn vô Re-Extract from Selection. Rồi ở đây em chọn Cleaner luôn cũng được. Nó tới 140 mấy điểm lần. Này. Rồi. Thấy không? Em tạm thời em ẩn cái đèn này đi nè. Ok chưa? Là em ra được cái nùi này. Đó. Bây giờ nè ha. Cái này thì em sẽ bật rendering lên. Đó, thí dụ như vậy. Rồi, bật rendering lên rồi. Thì em thấy là cái này nó đang còn bị nhỏ quá. Vậy thì em sẽ tăng cái radio này lên nè. Thí dụ như tăng 10 xem. Tăng 10 em cảm giác nó hơi to. Này. Rồi, biết to hay nhỏ thì kê vô đây biết liền thôi. Này, cái đường gợn của em đương nhiên không có giống với cái hình này nha. Tại vì cái đường gợn của em làm random rồi đó. Rồi, ok ha. Thí dụ như cái này em cho nó màu trắng. Đó, cái ngồi thí dụ miết thôi. Rồi, xong rồi bây giờ nè, mình để ý thêm giùm em một chuyện nữa. Có thấy là cứ random nè, cách nhau một một khoảng nào đó ha, thật ra là một khoảng bất kỳ ấy. Nó sẽ có cái cọng dây buộc nè, thấy không? Nó cái cọng dây buộc tròn tròn nè. Rồi, bây giờ em đi làm cho nó ha. Thì để làm được cái chuyện đó đó, em sẽ phải là chọn một cái cạnh random. Nhưng mà để chọn cạnh được rồi nha, để chọn cạnh được á thì lúc này em sẽ phải convert nó sang editable poly nè. Đấy, em quên em sử dụng phím tắt ha. Đây nè, nó đang là đường SPLine nè. Convert nó sang editable poly nè. Đó, lúc này mình mới chọn cạnh được. Đó, chọn giùm em cái cạnh này nè ha. Em để chế độ clay cho dễ nhìn. Ok chưa? Đó, em chọn cái cạnh này nè. Rồi. Đó. Cái mục đích của em là cái gì? Khi em chọn cái cạnh này nè, xong rồi vô đây nè ha. Nó có cái là dot ring. Dot ring này á, hiện tại á, mặc định á, nó sẽ là riêng cạnh, nhưng mà một cạnh chọn, một cạnh bỏ, một cạnh chọn, một cạnh bỏ ha. Thì cái con số đó em có thể set ở đây. Thí dụ như em quăng vô đây á, là 25 đi. Đấy, vậy thì coi em dot ring lại này nha. Đó. Đừng có ring nha, ring là nó chọn hết luôn á. Ring là nó chọn hết những cái chuỗi cạnh song song với nó. Còn dot ring nè, nó cứ cách 25 segment. Cứ cách nhau 25 segment là nó chọn nè, thấy không? Nó cách nhau 25 segment là nó chọn. Này nè, thấy không? Này, nó chọn cái này nè, nó chọn cái này nè.
Đó, cứ cách nhau 25 segment là nó sẽ chọn một cái ha. Thì em sẽ đi chọn những cái này nè, xong rồi chút hồi em đi re-ASAP firm selection nè. Đó, là nó ra được những cái nút này nè ha. Những cái nút này thì hiện tại đang khá to, mình chỉnh nó lại. Đây, hiểu cái mục đích của em chưa? Rồi, hiểu rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm nhé. Ok, ở đây em có thể là chọn một đốt segment nè. Đó. Dưới này chọn một đốt, thật ra là đốt nào cũng được nha mọi người. Đây, em để đây nè, để cho đừng có dễ lộn. Đây em chọn một đốt thôi, một chút rồi em sẽ load xong rồi em ring sao. Load xong rồi em dot ring sao ha. Đó, cạnh nào cũng chọn giùm em một đốt. Nhớ chọn dọc nha, nhớ chọn cái đốt dọc nha, đừng chọn cái đốt ngang á. Chọn đốt ngang là banh chành luôn cái bài nha. Em không chịu trách nhiệm đâu. Đấy. Đấy, nhớ chọn đốt dọc. Cái nào cũng chọn nhé. Thấy ghê chưa? À, cái đèn này mà thật sự là không biết công cụ á, là dựng chết luôn á. Nó, chọn một cái đốt dòng. Chọn một cái đốt dòng. Tại vì nó random mà. Mình chỉ cần chọn đốt dọc thôi, mình không có cần phải là nó chính xác vị trí rồi thế này thế nọ đâu nha. Không cần những chuyện đó. Rồi, đó. Sau khi chọn hết đốt dọc rồi nè, bây giờ em đi làm gì nữa? Em sẽ đi load. Load nè, thấy không? Nãy mới chọn con đốt thôi. Em load là nó ra thành chọn nguyên cái vòng tròn nè. Rồi ha. Thí dụ như là em chọn vô cái này, em để 25 thì nhiều quá. Em để nó 20 thôi chẳng hạn. Đó, tùy mình ha. Xong rồi nè, em chọn vô dot ring nè. Ok chưa? Là cứ cách 20 segment đó, nó sẽ chọn cho em một cái đường ha. Đó, cứ cách 20 segment là nó sẽ chọn cho em là một cái đường như thế này. Lúc này nè, chọn re-ASAP firm selection nè ha. Nhớ chọn cho em cleaner nha, đừng chọn mood nha. Mood nó nhiều điểm lắm. Đó. Thấy không? Đó, bây giờ em chỉ cần pick vô đây thôi là tự động nè, nó chọn hết cho em rồi. Ok chưa? Đó, cần thì em sẽ đi tăng cái kích thước nó lên nếu như mình muốn nó to ra ha. Đó, cái này đương nhiên là tùy mình thôi, chứ chả ai ép buộc cả. Này, nhưng mà cái buộc này nó quan trọng nha, tại vì em nhìn trên mẫu cái đèn nó em có thấy, nghĩa là mình dựng ra nó cũng phải thấy luôn. Còn nếu như không thấy á, dựng ra mình cứ có cảm giác là cái mẫu của mình nó bị thiếu á. Này, những cái chi tiết nhỏ nhỏ này coi vậy thôi nó cực kỳ quan trọng luôn. Rồi, ok chưa? Vậy là em dựng được cái dáng nè, em dựng được em dựng được cái khung nè ha, cái dáng nè, xong rồi dựng được cái khung này nè. Bây giờ chỉ còn một cái chi tiết này thôi, là cái chi tiết nan tre, thấy không? Rồi, cái chi tiết nan tre này thì vui lòng là nghe kỹ nha, còn không là sẽ làm ngược đấy. Mình để ý là những cái nan tre này nè, kích thước của nó bằng nhau, cái độ mập của nó đó bằng nhau ha. Đấy. Rồi, mình thí dụ mà nhìn vô đây mình phân tích luôn thử nha. Mình sẽ có cảm giác là cái độ mập của cái nan tre nè với lại cái độ hở của nó tương đối bằng nhau ha. Đấy. Vậy thì qua đây nè, em sẽ chọn một cái cạnh này nè, xong rồi chọn ring nè, xong rồi chọn lot nè. Không, nói tóm lại là chọn hết những cái segment dọc giúp em nha. Ở đây nè, từ một segment em sẽ đi chamfer ra làm hai segment. Đây em insulation cho dễ nhìn. Đó, từ một segment nè, đi chamfer ra nè. Đó, em chuột phải vô đây cho nó là không nè ha. Từ một segment chamfer ra làm hai segment. Ok chưa? Đó. Rồi. Đây, ở đây em rất sợ là mọi người lộn nè ha. Đây là cái em đi lót nè, chọn một mặt này giữ ship nè, lót cái mặt này nè. Đó, đây là cái nan tre của em, đây là cái nan tre mà em muốn giữ lại nè ha. Đó, so sánh với cái kế bên nè. Thì mọi người thấy nè, cái mà em muốn bỏ đi á là cái poly á. Cái độ mập của nó không có đều nhau ha, độ rộng của nó không đều nhau. Thí dụ như ở đây rộng nè, ở đây ốm nè, thấy không? Còn cái phần mà em muốn giữ lại á, nó tất cả nó đều đều nhau nè, thấy không? Nó không có bị mập ốm ở đây. Ok chưa? Đó, vậy thì nè, em chọn nhấn số 2 nè, chọn một đốt segment mà cái vị trí em muốn bỏ đó. Rồi cái này nè, cái dot gap này nè, em sẽ chỉnh lại cho nó là 1 nè ha. Sau đó em sẽ chọn vô là dot lot. Đó, một cạnh chọn, một cạnh bỏ, một cạnh chọn, một cạnh bỏ. Ok chưa? Xong rồi em chọn vô ring nè, để nó ring từ trên cho xuống dưới luôn. Nhấn delete đi. Đó, là em ra được cái phần của nan tre. Ok chưa? Thì sau khi có được cái phần nan tre này rồi á, mình thích thì mình có thể đi scale lên nè ha. 2.5 chẳng hạn. Đi scale cái độ dày của nó lên ha. Nè. Em scale vô trong.
Còn anh chị thích trong ngoài gì đó thì sao cũng được ha, em không ý kiến. Ok chưa? Nó vậy là em có được cái đèn này rồi. Rồi cái bóng đèn bên trong tự vẽ nhá. Còn không là xài model. Nếu là em sẽ xài model này. Rồi ở chỗ này nè mọi người, em cảm giác là cái này của em, mặc dù là hồi nãy em đếm rồi á, em thề là em đếm rồi á, mà em vẫn có cảm giác là sao cái này nó bị lỏng lỏng ấy. Này, hay là tại vì em nhìn mặt phân ta. Rồi ha, tùy mọi người nha. Nhưng mà thí dụ như á, rồi lỡ rồi em làm luôn. Nếu như mà thí dụ như mọi người muốn tăng cái số lượng segment này nè lên gấp đôi á ha, thì mình cần chưa Z lại. Ồ, em không cần chưa Z lại được ngay cái bước đó rồi. Này, em xem là hồi nãy á, cái dáng của nó copy đây nè, em còn để lại nè. Mừng quá. Rồi ha. Cái này em đem đi để đổi màu cho nó nè. Rồi, cái này em sẽ đi align với lại cái này nè ha, XYZ luôn. Đây. Em để lại cái màu đỏ, em xóa cái màu xanh ha. Ok. Bây giờ nè, em muốn tăng bây giờ tăng thì chỉ có nước là em tăng gấp đôi thôi chứ em không có lựa chọn khác. Bây giờ em tăng gấp đôi cái số lượng của cái nan tre ha, để làm cho cái này nhìn nó, để làm cho cái đèn của mình á nhìn nó kính hơn. Ok, convert nó sang editable poly nè. Đó, xong rồi em sẽ đi load load một cái đường ngang nè ha, chọn vô insert nè. Đó, thì nó sẽ thêm cho em những cái đường này. Ok chưa? Thêm cho em những cái đường segment này nè ha. Rồi, bây giờ em có thể là load một cái đường segment dọc nè, em chọn vô ring nè. Để cái này nó màu đỏ, em sợ mọi người nhầm. Này. Thấy chưa? Chọn vô ring nè ha, chọn hết segment đỏ rồi nè. Xong chọn hết segment dọc rồi nè. Đi chamfer nè. Đây, chuột phải cho nó bằng không luôn. Này, em chamfer ra nè. Thấy không? Đây nè, coi kỹ lại này nha, coi kỹ nha. Cái đoạn mà em cần giữ lại á là cái đoạn xuất hiện khi mà chamfer á, có nhiều bạn chamfer nè, nhỏ xíu luôn, cái nan tre còn nhỏ xíu luôn. Đó. Cái đoạn mà nó cái bề rộng mà nó xuất hiện á, nó là cái bề rộng này nè. Đó. Là cái đoạn mà em muốn giữ lại á nha. Đây, cho nên là cái cạnh mà em muốn bỏ là cạnh này nè, thấy không? Rồi kiểm tra giùm em dot gap có phải là một hay không? Một rồi thì kiểm vô dot lot nè. Dot lot xong là kiểm vô ring nè. Nó, ring xong rồi delete nó đi. Nó, là em ra được cái phần của cái mây che ha. Cái này thích thì mình có thể là scale nó lên để tạo độ dày cho nó ha. Còn scale ra ngoài hay là scale vô trong gì đó thì cái này là tùy mọi người thôi. Rồi, ok. Vậy là em xong được cái dáng của cái đèn này nhé. Ok chưa? Em để nó qua chế độ clay nè. Rồi. Cái 3D Max của em dễ thương lắm, em để clay thôi. Em nhấn chữ B chuyển qua cái kia thì nó lại chuyển qua chế độ bình thường. Rồi ha. Bây giờ còn một cái nữa, đó chính là cái cọng dây bù nhùi ở bên phía trên. Đây. Đây. Rồi ha, em sẽ hướng dẫn dựng luôn cái cọng dây bù nhùi này. Thì cái cọng dây bù nhùi này nó em sẽ dựng bằng Marvolous nhé. Ai thích học Marvolous thì cứ thực hành thử cái này. Còn không em cũng không biết sao luôn. Còn không thì em cũng không biết làm sao để dựng được cái cọc dây bù nhùi này. Rồi, ở đây ha, đây em sẽ tiếp tục qua phần Marvelous. Thì để có được cái cọng dây bù nhùi đó đó, em cần có một cái hình trụ giống như là cái khung xương để cố định cái cọng dây đó lại. Đây, vậy thì em sẽ đi vẽ một cái cylinder nè. Ốm thôi, ốm tăm teo luôn. Này, nó thích chuyển chế độ nào là nó chuyển à, em kệ nó nhé. Rồi, em cho nó cái chiều cao. Ok chưa? Là cọng dây của mình nó cao tới đâu á, thì mình cứ cho nó cao tới đó thôi. Này, thật ra là em cảm nhận là cái cọng dây bù nhùi này em dựng không có đẹp như được cái mẫu thực tế nhé. Để em dựng xong cho anh chị xem. Rồi ha. Đó, cho nó cao lên, trừ hao ha. Xong rồi cái này nè, em sẽ đi xuất nó ra, chọn vô file nè, export nè, export select nè ha. Xong rồi vô cái em sẽ vô cái tút đó. Bây giờ nó tùm lum tốt, em không nhận ra là tốt nào chứ tốt nào luôn. Đây, nó đây. Rồi, em xuất nó ra là cái đuôi là OBJ. Nó, em chọn là dây buộc avatar. Save nè. Ok ha. Xong rồi cái bật Marvelous lên. Đó. Bật Marvelous lên nè. Vô file nè. Vô import nè. OBJ nè.
Nó đâu mất tiêu nữa rồi. Đây, nó đây. Chọn dưới dây buộc avatar ha. Ok. Đó, là em có được cái hình trụ này rồi nè. Bây giờ nè, em sẽ đi vẽ một cái rectangle, nhấn vẽ một cái miếng vải hình chữ nhật ha. Thì ở đây em sẽ nhấn chữ S nè, nó là phím tắt của nó. Rồi, em nhắm nhắm theo cái chiều cao này thôi. Ok. Em dịch chuyển nó qua đây nè ha. Bây giờ em sẽ bọc cái này lại. Đây. Thế thì bằng cách nào? Thứ nhất là em sẽ đi bọc nó lại ha. Em coi lưới, coi là lưới của nó dày hay là mỏng. Đây. Ví dụ như cái lưới này, em có thể tăng em có thể giảm mật độ lưới nó xuống ha, để tăng pulley lên. Đó. Rồi, xong rồi nè. Em sẽ đi để cái lực hút trái đất tạm thời em để nó là không ha. Đó, chuột phải vô đây nè, simulate nè ha. Rồi, cái lực hút trái đất là tạm thời để nó là không nha, để cho nó đừng có bị ảnh hưởng bởi lực hút trái đất. Xong rồi, em sẽ đi ôm cái này lại bằng cách là cho miếng vải này nó hút ha. Chừng 5 chẳng hạn. Nó bị tranh chấp vải ra đây luôn rồi. Vậy thì em sẽ thu cái miếng vải này lại tí xíu cho nó ngắn lại. Đấy. Này, cho nó ôm thôi, để cho nó ôm về đây để làm chi, để em mai á. Mai cho nó bừng bị tranh chấp vải, thấy không? Nó những phím cách nè, nó mai lại rồi nè. Ok chưa? Đấy. Rồi ha. Bây giờ nè, em sẽ đi nó nhùi 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 xuống mà. Nó em đi pin cho nó cái đoạn ở dưới nè ha. Pin cho nó đứng cái vị trí đó lại. Nó. Rồi, ở đây nè, em sẽ đi chọn chữ Z. Em chọn cạnh ha. Nó, thí dụ như em chọn hai cạnh này chẳng hạn. Xong rồi nó có một cái á. Cái này nè, lực hút rồi, bây giờ em không cần nó hút nữa nha. Em để nó là không luôn. Nó, thấy không? Đây, bây giờ nó nhùi nhùi thì nó cần rút xuống. Nhớ pin cái đoạn cuối này nha. Em đang muốn cố định cái đoạn cuối này nè. Bây giờ em cho nó rút xuống nè. Em chọn hai cạnh hai bên nè ha. Kiểm vô cái kiếm giùm em cái elastic. Kéo nó lên nè. Thấy không? Elastic nè. Đó. Bật nó lên nè. Nó thấy nó rút lại chưa? Này, còn thí dụ mình muốn nó rút nhiều hơn nữa ha thì mình chọn cái này nè. Cái ratio á giảm nó xuống thì nó, thí dụ như em giảm nó xuống 60 nè. Đó, thì lúc này nó lại rút nhiều hơn nữa. Này, ok chưa? Này, em làm quá cho nên là nó bị tranh chấp nè, thấy không? Em nghĩ là không cần phải không 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 cần phải là xuống nhiều quá đâu nha. Này, analytics là em thấy là nó xuống xong rồi. Nó bị tranh chấp ra khỏi cái avatar rồi à ha. Em cần cho Z lại nè. Thì cái ratio này nè, tạm thời em để nó là 120 chẳng hạn. Đó, để nó 120 nè. Xong rồi em hạ nó xuống từ từ ha, để tránh cái trường hợp là nó tranh chấp vải. Nó, để nó xuống 100 nè. Để nó xuống 90 nè. Đây. Để nó xuống 85 nè. Hạ nó từ từ, để nó xuống 80 nè. Rồi, nó vẫn bị tranh chấp vải đi ra. Em mệt nó quá rồi. Bây giờ chơi một phát ăn luôn nè. Thật ra các avatar mình có thể tăng nhiều lưới lên để hạn chế bớt thôi nha, chứ không phải là tránh được tuyệt đối đâu. Nó, một phát ăn luôn nè. Em để nó, em quyết định em để nó là 70. Rồi, nhấn phím cách nè. Đó, nó thu xuống, được nhiều được. Thấy ghê quá. Đó, một phần nữa để tránh tranh chấp vải ha. Để tránh tranh chấp vải thì cái mật độ lưới á, mình sẽ đi giảm nó xuống. Ở đây em giảm nó xuống còn 6. Đó, nó nhiều lưới hơn thì nó cũng đỡ bị tranh chấp hơn. Nhấn phím cách. Thấy không? Nhiều lưới hơn thì nó đỡ bị tranh chấp cái này hơn ha. Đây. Rồi, ok chưa? Đây, cái này nó bị nù nù ra rồi. Em kệ nó luôn. Đấy, thì đây là cái cọng dây mà lằng ngoằng ha. Đấy, cái mà em nói là em cảm thấy là em dựng không có được đẹp như trong mẫu á, là tại vì có chỗ nó ngoằng nhiều nè, có chỗ nó ngoằng ít nè ha. Với lại cái độ lệch của nó. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có một cái cọng kẽm ha, mà nó đi xuyên suốt cái này xuống nè. Nghĩa là cái thanh này á, nó ngoằng qua ngoằng lại như thế nào thì em không cần biết. Nhưng chắc chắn là nó phải có thẳng hàng nguyên một cái cột xuống nè ha. Nó giống như có cái dây điện nối với lại cái đèn này luôn nè. Nó đồng thời cũng là treo nó luôn. Rồi ha.
ok nè. Nó chỗ này nó bị lỗi một chút nhưng mà em kệ nó nha. Em cho nó xong luôn. Rồi, do là em lười biến remap quá. Đấy, thì em sẽ đi remap dạng chế độ này của cái remap này luôn ha. Em kiểm vô ok. Này, để cho nó thành cái lưới vuông luôn. Thì cái này á chỉ có Marvel Marvelous 8 mới có nha, Marvelous 7 chưa có đâu. Rồi, em chọn cái này nè ha. Xong rồi cái đi qua đây, chọn vô là export nè, export select nè. Đó. Em đặt tên là dây buộc đi. Do là cái bản remap bên đây á, bản thân nó cũng chỉ là mới là cái ở đây nhớ chọn thiên nha. Này. Bản thân nó cũng chỉ là cái bản thử nghiệm thôi á, cho nên là nó sẽ xảy ra một số lỗi không như mong muốn. Này, để em xem là nó có bị lỗi hay không. Import nè, mẹt nè. Đây, rồi. Cái này chọn vô là on nè ha. Xong rồi dây buộc nè. Ok, import. Thì cái cọng dây buộc của em nó như thế này. Nè, cái này nó còn không có tới nỗi nào là bị lỗi ha. Cái cây này chính cái cây này nó đang làm lộ ra em bị lỗi chỗ này nè. Em delete cái cây này luôn ha. Đây. Còn cái chỗ này nè, mình sẽ có nhiều cách để chữa ha. Mình có thể là shape selection, chọn điểm nè, convert nó sang edit boolean nha. Đó, bật shape selection lên giúp em. Shape selection nè ha. Nhấn chọn điểm nè. Đó, chọn một số điểm này nè. Đó, tăng vùng ảnh hưởng nó lên nè. Đó, em kéo cái này vô nè ha, để cho nó xuống đột xuống, tránh nó bị cái lỗi kia. Rồi, ok chưa? Nó, thí dụ mình thấy cái này nó chưa có được mượt nè ha. Giờ em lấy em turbo mode đó trời. Turbo mode của nó thì nó đẹp hơn nhưng mà nó lại bị tăng bully. Thôi tùy mọi người ha. Thích thì turbo mode cho nó, còn không thì thôi. Đấy, vậy là mình được cái dây buộc, mình được cái này. Rồi ha. Còn một số cái chi tiết nhỏ 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 nữa thì có gì tự dựng giúp em nhé. Còn cái đèn này thường mấy cái bóng đèn mà có dây tóc bên trong á, em sẽ xài model. Cái vấn đề là model nó đã dựng quá kỹ rồi thì em sẽ không cố gắng để mà đi đi làm lại, nó không có ý nghĩa gì hết. Đó, rồi vậy nha. Ở đây ba cọng dây chìa ra với là cái thanh sắt đi xuống. Đó, những cái chi tiết mà có thể thấy được thì nhớ dựng giùm em ha. Đó, chẳng hạn như thanh sắt này em dựng rồi, em ngừng ngừng em xóa nó đi. Giờ phải dựng lại. Đó, đặt nó vô chính giữa của cái cọng dây này nè. Nó là cái thanh sắt nè ha. Rồi, ba cọng dây buộc nó nằm ở đâu nữa? Cái này em chuyển trục nó lên nha. Cao lên. Thí dụ như là nó kết nối với cái này chẳng hạn. Rồi ha, ở đây nè, em nhấn insert nè để di chuyển trục nè. Em bắt cái trục này nè, nó vô vòng vòng trong đây nè ha, xong rồi nhấn insert nè. Đó. Thì lúc này xoay thôi, giữ shift nè, xoay, xoay 120. Đó, tầm tầm 120 ha. Copy thêm một cái đối tượng nữa. Đó, là nó sẽ vô được đây nè ha. Rồi. Cái này chưa đúng vị trí thì em sẽ kéo nó lại cho nó đúng vị trí thôi. Dễ mà. Đây, cái chi tiết này ở trên tính ra thì chắc là cũng khó thấy á, nhưng mà thôi cứ dựng cho nó đi. Nhiều khi là nhiều view ha. Đây, những cái này xong rồi không cần giữ nó là edit poly đâu ha. À, không cần giữ nó là edit line đâu. Mình có thể là convert thẳng nó sang edit poly luôn. Rồi, ok nhé. Vậy là em vừa hướng dẫn dựng xong cái mẫu đèn này. Đó, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong một cái tutorial khác nhé. Đó, bây giờ em giả bộ gán màu cho nó giống giống mà. Này, nhiều khi màu sắc nó quan trọng lắm.
Nhiều khi nhìn cái màu nó giống giống là cảm thấy em dựng giống, còn cái màu nó không giống là cảm thấy là em dựng sai. Rồi ha, ok nhé. Vậy là em vừa hướng dẫn xong cái này. Rồi, bye bye mọi người nè. Hẹn gặp lại mọi người trong một cái tutorial khác.